Mời quý vị và bà con theo dõi chuyên mục Nông dân của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn luôn nỗ lực phát huy tinh thần năng động sáng tạo, khai thác các tiềm năng thế mạnh của từng địa phương để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó đã góp phần quan trọng từng bước thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để thấy rõ hơn điều đó, mời quý vị và bà con cùng theo dõi phóng sự sau đây. Với diện tích tự nhiên rộng, có một số đồng cỏ thuận lợi cho phát triển chăn nuôi, khí hậu tương đối thích hợp, nguồn phụ phẩm nông sản phong phú có thể chế biến làm thức ăn cho gia súc, huyện Điện Biên Đông có nhiều tiềm năng phát triển chăn nuôi. Và lợi thế này đã và đang được nhiều bà con nông dân khai thác hiệu quả. Gia đình ông Lầu A Dế ở bản Háng Tàu, xã Triềng Sơ, huyện Điện Biên Đông là một ví dụ. Áp dụng phương thức nuôi nhốt, trung bình mỗi đợt ông Dế mua từ 4 đến 5 con bò gầy về nuôi vỗ béo. Sau 3 tháng sẽ bán lại cho thương lái. Để chủ động thức ăn cho bò, ông Dế tận dụng toàn bộ diện tích bờ ao ruộng và khe nước để trồng cỏ voi. Không những thế, ông Dế còn chủ động tham gia các lớp tập huấn nhằm bổ sung thêm kiến thức, tích lũy thêm kinh nghiệm, chăm sóc và phòng chống dịch bệnh. Nhờ vậy, so với nuôi chăn thả truyền thống thì nuôi vỗ béo gia súc ít tốn công chăm sóc nhưng lại đạt hiệu quả cao hơn hẳn. Gia đình tôi là đã trồng cỏ voi để nuôi nhốt, thì hiện tại là đang nuôi nhốt tất cả 5 con. Thì cảm thấy là nó nuôi 2-3 tháng nó béo hơn, mà thả rông thì nó hay như là nó không có cỏ thì bò nó gầy hơn. Thì hiện tại để đang nuôi nhốt 5 con đấy thì hình như nó béo ra và nó đẹp hơn, thì bán nó có giá hơn. Thì nó chuyển nó bắt bắt thì mình đi cắt cỏ nó ăn thì nó đỡ hơn. Thấy là nuôi nhốt này thì mình chỉ có vất vả một chút xíu vào buổi sáng và buổi trưa, thì mình tranh thủ đấy đi cắt cỏ về cho nó ăn thì thôi, thì nó hình như nó nhàn hơn. Với nhiều cách làm sáng tạo, thời gian qua, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay đã quy hoạch vùng sản xuất, sát cánh cùng người dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giúp người dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần quan trọng cải thiện thu nhập và xóa đói giảm nghèo. Trong đó, mô hình trồng rau an toàn là một trong những ví dụ khá điển hình. Như mùa này thì là rau cải, bắp cải, su hào. Đến khi ra riêng cái lại dưa, mướp, rau muống, cá. Đến vụ nào thì mình làm vụ đấy. Vất vả nhưng mà cuộc sống hơn là làm những cái khác, đi làm thuê, làm tiếc. Gia đình ông Nguyễn Thành Dân, tổ 3 phường Sông Đà, đến với nghề chăn nuôi từ năm 2015. Từ nguồn vốn tích lũy, ban đầu ông Dân mua 10 con bò giống về nuôi. Chỉ sau 1 năm, đàn bò đã sinh sản lứa B đầu tiên. Nhận thấy nuôi bò sinh sản không quá khó nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những con bê cái tốt sẽ được lựa chọn giữ lại để làm giống. Với việc duy trì ổn định đàn bò sinh sản từ 12 đến 15 con, mỗi năm gia đình ông Dân thu về khoản tiền lãi xấp xỉ hàng trăm triệu đồng. Tôi nuôi bò, đến năm nay thì cũng là tôi nuôi cũng sang năm thứ 7 rồi. Để phát triển nuôi bò thì tôi thấy là cũng ổn định. Như nhà tôi đây cũng thế. Thôi thì tôi cứ tính là cứ mỗi một năm thì nhiều thì không nói, nhưng mà cứ mỗi một năm là gia đình nhà chúng tôi có 10 con bò mẹ đẻ thì là cũng thu nhập cũng được 6 đến 70 triệu một năm. Trên địa bàn phường Sông Đà hiện nay đã có ngày càng nhiều các mô hình kinh tế đạt hiệu quả. Tận dụng tốt tiềm năng lợi thế của địa phương phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng cây ăn quả cũng giúp nhiều lao động địa phương có thêm việc làm và nguồn thu ổn định để trang trải cuộc sống. Trên quan điểm là nhà nông thì bỏ công ra là chính. Thế thì gia đình cũng là cố gắng bỏ sức phối kết hợp với lại phát khoa học công nghệ áp dụng vào chăn nuôi sản xuất. Thì trong mấy năm vừa qua thì từ thu nhập từ 15 triệu trên năm đến nay thì đã thu nhập đến gấp đôi và thậm chí có gấp 3. Cái đây cũng nhờ thành quả chuyển đổi cây trồng vật nuôi áp dụng khoa học kỹ thuật trong cái thời gian vừa qua. Hơn 300 gốc bưởi da xanh này được ông Lò Văn Kiểm, bản Chăn, xã Triềng Đông, huyện Tuần Giáo trồng trên diện tích nương kém hiệu quả do canh tác lâu năm. Ông Kiểm cho biết vụ vừa qua, gần một nửa số cây bưởi đã ra bói quả lứa đầu tiên. Theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, mỗi cây ông Kiểm chỉ giữ lại từ 1 đến 2 quả. Nhờ có nguồn giống tốt lại được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên chất lượng quả bưởi da xanh của gia đình ông Kiểm có phần hơn hẳn các giống bưởi truyền thống tại địa phương. Tính là 300 cây này thì
cứ tính ra mỗi cây thì được 4 đến 5 quả, thì bán đi thì mỗi quả thì cũng được 3 đến 40 hoặc là 80. Thì nhân lên là tính là 300 cây thì nó cũng được là hơn 20 triệu. Đấy, so với một bủ ngô và bủ sắn thì mình làm là không bán được 20 triệu. Nhưng mà làm cái bưởi da xanh, mô hình bưởi da xanh này thì dần dần nó có lợi nhuận cho gia đình. Cơ ngơi này là thành quả nỗ lực không ngừng nghỉ vươn lên xóa đói giảm nghèo của gia đình chị Quảng Thị Út, tổ dân phố Quyết Tiến, thị trấn Tùa Chùa. Trước kia, trong suốt 14 năm, gia đình chị là hộ nghèo, nhưng nhờ ý chí, nghị lực và tư tưởng không trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Năm 2017, gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo bằng mô hình chăn nuôi tổng hợp. Đảng nhà nước quan tâm và hỗ trợ nhiều, gia đình chúng tôi cũng không trông chờ ỉ lại và hai vợ chồng đã cùng nhau chăn nuôi và phát triển kinh tế hộ gia đình. Và bây giờ đã chăn nuôi gà, vịt, xong lại dê, giờ phát triển kinh tế cho các cháu ăn học đàng hoàng. Không cam chịu đói nghèo, gia đình bà Bùi Thị Thanh, tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tùa Chùa, nhận thức được muốn vươn lên thoát nghèo bền vững, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, phải phát huy chính nội lực của mình. Với tư tưởng đó, bà đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, học hỏi và ứng dụng thực hiện mô hình tổng hợp. Nhờ đó, nguồn thu nhập của gia đình ngày càng được cải thiện. Tôi từ cái trồng cây lúa hai vụ lúa, vụ xuân, vụ hè, thế thì nó cũng hiệu quả kinh tế nó không cao. Thế gia đình tôi mạnh dạn là chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, rồi là chăn nuôi lợn nái, rồi lợn thịt, gà thịt đen. Năm 2014, nhận thấy ở địa phương có ít hộ đầu tư máy xay sát và kinh doanh tạp hóa. Thông qua tín chấp của Hội Nông dân xã, anh Lò Văn Tâm ở bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên đã vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư mua máy móc và mở cửa hàng. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm, đến nay mô hình kinh tế của anh Tâm luôn duy trì thu nhập ổn định, mỗi năm hơn 100 triệu đồng. Nói chung là gia đình thì từ bước đầu thì cũng rất là khó khăn. Thì từ cái khó khăn thì gia đình cũng học hỏi được cái kinh nghiệm từ giờ chăn nuôi, nhất là chăn nuôi về lợn gà. Thì trong gia đình thì đầu tiên thì hai vợ chồng cũng toàn là nuôi hộ, nuôi mượn người ta thôi. Đấy, đến năm thứ hai thì mình mới mạnh dạn được vay vốn. Vay vốn mình phải sử dụng phải đúng mục đích. Nếu mà mình không sử dụng đúng mục đích là nó sẽ thất thoát đi, nó sẽ khó khăn. Có thể thấy, dù xuất thân là những người nông dân nghèo khó, nhưng với bản chất cần cù chịu khó, không cam chịu đói nghèo, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã ngày càng có nhiều hơn hội viên nông dân mạnh dạn đầu tư các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, đem lại thu nhập cao. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có trên 3.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phát huy bản chất cần cù chịu khó, nhiều nông dân đã và đang tiếp tục tích cực học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để vượt qua đói nghèo và từng bước làm giàu, góp phần xây dựng mảnh đất, quê hương Điện Biên ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và bà con, sau gần 10 năm hình thành và phát triển, Quỹ Hỗ trợ Nông dân đã góp phần giúp cho nhiều gia đình hội viên tạo dựng được những mô hình phát triển kinh tế phù hợp để xóa đói giảm nghèo và làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Ngay sau đây là những ghi nhận của phóng viên chuyên mục ở huyện Tuần Giáo và Mường Ảng. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Điện Biên là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, trong đó nông dân là những người gặp nhiều khó khăn hơn cả, nhất là với những hộ muốn vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Hiện nay, muốn vay vốn thương mại thì phải có tài sản thế chấp, phải chịu những khoản lãi suất cao, thủ tục phức tạp đối với hầu hết bà con dân tộc thiểu số. Thấu hiểu được điều đó, những năm qua, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đưa ra các giải pháp củng cố phát triển nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, đưa Quỹ Hỗ trợ Nông dân trở thành một trong những công cụ và phương tiện hữu hiệu trong việc giải quyết một phần những khó khăn về vốn trong sản xuất của hội viên nông dân,
giúp họ có thêm niềm tin gắn kết với tổ chức hội. Hội nông dân xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng có tới gần 20% gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nguồn thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Bắt đầu từ năm 2020, Hội Nông dân xã được phân bổ vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân huyện để thực hiện hai dự án nuôi lợn sinh sản với sự tham gia của 11 hộ, tổng số vốn đầu tư là 330 triệu đồng. Một dự án chăn nuôi bò sinh sản với sự tham gia của 20 hộ, tổng vốn đầu tư 1 tỷ đồng. Qua 2 năm tổ chức thực hiện, các dự án này đều cho thấy hiệu quả tích cực. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương thì giải ngân dự án bò sinh sản là với 20 hộ vay và với tổng số tiền là 1 tỷ và nguồn vốn hỗ trợ hội nông dân huyện là 330 triệu là 11 hộ vay cho dự án chăn nuôi lợn với 11 hộ vay. Đấy thì trong cái thời gian vừa qua thì với cái quỹ hỗ trợ này giải ngân thì sử dụng là đúng mục đích và có hiệu quả rất là cao. Đấy thì phát triển chăn nuôi bò thì tính đến thời điểm này thì bò cũng đã được sinh sản. Và chăn nuôi lợn thì cũng như sẵn. Được trực tiếp sử dụng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, gia đình ông Lò Văn Hương, bản Na Luông, xã Ảng Nưa đầu tư toàn bộ số tiền được vay là 30 triệu đồng vào nuôi lợn sinh sản. Từ 8 con lợn giống ban đầu, đến nay gia đình ông Hương thường xuyên duy trì đàn lợn, số lượng mỗi lứa từ 40 đến 50 con. Với việc mỗi năm cung cấp ra thị trường hơn 9 tấn cả lợn thịt và lợn giống, gia đình ông Hương đã có khoản thu nhập trên 100 triệu đồng sau khi đã trừ tất cả các khoản chi phí. Trước thì mình cũng nuôi ít thôi. Mình nuôi về từ khi hội nông dân của xã có dự án là phát triển nuôi lợn nái về sinh sản. Thì mình từ khi mình học hỏi là mình ra là nuôi lợn này, suốt đứa lợn thì lợn thịt thì một năm từng 3 lứa. Vì nuôi lợn sinh sản thì nhiều lúc thì cũng lại mang lại lợi nhuận lại cho mình thêm ít, thêm lại bớt khó khăn đi. Nhiều cái như là nuôi gia súc thì nó lại ít nhỏ lẻ hơn thì nó lại không được nhiều mấy, không được gom được tiền mấy. Mình nuôi lợn sinh sản thì nhiều lúc thì nó lại gom được nhiều tiền hơn. Đấy, để có bốn làm cái chuồng trại thêm nhiều hơn. Được Hội Nông dân xã Bình Xét cho vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân 50 triệu đồng, gia đình ông Lò Văn É, bản Củ, xã Ảng Nưa đầu tư làm chuồng trại, mua 4 con bò và 2 con trâu giống về nuôi sinh sản. Chỉ sau hơn 1 năm, số lượng đàn trâu bò của gia đình ông É đã phát triển lên hơn 10 con. Từ một hộ có hoàn cảnh khó khăn do thiếu vốn sản xuất, Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp gia đình ông É có được khối tài sản tương đối lớn. Phát triển chăn nuôi thì bây giờ thứ nhất là không có vái để chăn thả. Đấy, thế thì gia đình quyết định để nuôi nhốt ở nhà. Nuôi nhốt ở nhà thì thứ nhất là về cái điều kiện chuồng trại thì còn gặp nhiều khó khăn. Và thứ hai là tiền để mua vốn, để mua giống bò, trâu thì còn gặp nhiều khó khăn. Thế gia đình quyết định là vay bên nông dân để về tu sửa chuồng trại và về để mua thêm 4 con bò và mua thêm 2 con trâu cái. Thì bây giờ hiện tại bây giờ là tổng đàn trâu bò là nên của gia đình là 20 con. Nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân ngoài việc giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế còn góp phần quan trọng làm thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, chuyển dần sang sản xuất chăn nuôi có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật với quy mô lớn hơn, mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Trước đây, gia đình ông Sùng Gà Lầu, bản Phiêng Pi, xã Pú Nhung, chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ theo tập quán truyền thống do thiếu vốn đầu tư. Từ năm 2020, được tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Tuần Giáo. Ông Lầu mạnh dạn mở rộng chuồng trại, đầu tư nuôi lợn và trâu sinh sản. Để đảm bảo nguồn thức ăn chăn nuôi một cách chủ động, ông trồng thêm 0,5 hectare cỏ voi và gần 2 hectare ngô. Nhờ tích cực tìm tòi học hỏi, nâng cao kiến thức, đàn vật nuôi của gia đình ông Lầu luôn phát triển tốt, đảm bảo được tối đa tốc độ tăng đàn. Đến nay, sau 2 năm chuyển đổi phương thức sản xuất, gia đình ông Lầu đã trở thành một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu của xã Pú Nhung, với đàn vật nuôi hiện đang sở hữu gồm 4 con trâu, 3 con lợn nái và gần 20 con lợn thịt.
Từ khi được Hội Nông dân xã và huyện tỉnh cấp tới cái nguồn vốn thì gia đình được cái nguồn vốn 50 triệu là đưa, chủ yếu đưa về mua trâu. Ban đầu thì mua được 2 con, bây giờ đã phát triển đàn được cái sự quan tâm của Đảng nhà nước đấy. Cho cái nguồn vốn vay này, bây giờ gia đình đã có cái điều kiện là phát triển kinh tế gia đình. Nhận thấy chăn nuôi có sự đầu tư sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với cách nuôi quảng canh truyền thống, gia đình bà Lò Thị Pòm ở bản Băng Sản, xã Quài Tở đã không ngần ngại vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân 40 triệu đồng, đầu tư nuôi ngan và gà thương phẩm. Nếu trước đây tổng đàn gia cầm có thể đếm dễ dàng trên đầu ngón tay, thì đến nay đàn ngan, đàn gà nuôi lấy thịt của gia đình bà Pòm luôn duy trì gối lứa mỗi vụ từ 400 đến 500 con. Theo những chia sẻ của bà Pòm thì nguồn vốn được vay từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân không những giúp bà thỏa mãn niềm đam mê với nghề chăn nuôi mà đã giúp gia đình bà cải thiện đáng kể thu nhập và điều kiện sinh hoạt. Từ lúc tôi được nguồn vay vốn Quỹ Hỗ trợ của huyện thì tôi cảm thấy là có hiệu quả hơn. Tôi cũng muốn được nhiều hộ nông dân được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình giống như hộ gia đình nhà tôi. Hiện nay từ vốn vay Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp, huyện Tuần Giáo đã và đang thực hiện 7 dự án chăn nuôi trồng trọt với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương hội ủy thác xây dựng được một mô hình nuôi trâu sinh sản tại xã Pú Nhung và một mô hình nuôi gà đen thương phẩm tại xã Mường Mùn. Nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh ủy thác xây dựng một mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại xã Quài Tở. Nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân do huyện vận động xây dựng được 4 mô hình, gồm mô hình chăn nuôi trâu bò sinh sản tại xã Quài Nưa, mô hình chăn nuôi gia cầm, thủy cầm, thương phẩm tại xã Quài Tở, mô hình trồng chanh leo tại xã Triềng Sinh và mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại xã Quài Cang, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Trong quá trình cho vay, Hội Nông dân huyện Tuần Giáo luôn chú trọng đến việc khảo sát, lựa chọn đúng đối tượng để giải ngân, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thành lập các tổ hợp tác liên kết phát triển sản xuất, tư vấn phương án sản xuất kinh doanh để đảm bảo các hộ vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích, đem lại hiệu quả cao. Cùng với đó là chú trọng đến việc xây dựng, nhân rộng mô hình dự án theo hướng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, gắn với việc thành lập các hợp tác xã, chi tổ hội nghề nghiệp, qua đó góp phần vào mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, xây dựng nông thôn mới. Tính đến năm 2022, Quỹ Hỗ trợ Nông dân do Trung ương hội, tỉnh hội, nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân huyện đã cho là hơn 90 lượt hội viên vay vốn để thực hiện các mô hình, dự án phát triển chăn nuôi, trồng trọt, chăn nuôi gia cầm, thủy sản, đã mang lại cái hiệu quả kinh tế cao hơn cho các gia đình là hội viên, đẩy mạnh nhân rộng các mô hình dự án có hiệu quả. Thực tế ở huyện Tuần Giáo và huyện Mường Ảng cho thấy nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân không chỉ giúp hội viên nông dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống mà còn giúp thay đổi phương thức canh tác nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đồng thời phát huy có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh sẵn có. Không những thế, với việc sử dụng ngày càng hiệu quả, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân đã và đang trở thành điểm tựa giúp hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện thành công chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của mỗi địa phương. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn tín dụng từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân, thời gian tới các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Tuần Giáo và huyện Mường Ảng sẽ tiếp tục rà soát các gia đình hội viên có nhu cầu vay vốn, tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất, tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến bao tiêu sản phẩm, gắn với việc thành lập chi tổ hội nghề nghiệp, quan tâm huy động các nguồn lực nhằm tăng cường nguồn quỹ để ngày càng có thêm nhiều hội viên khó khăn được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi chuyên mục Nông dân của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên.